chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Như chúng ta đã biết, những loài rắn động đất trên thế giới vẫn luôn chứa đựng những điều thú vị. Hãy cùng mình tìm hiểu về những điều thú vị nhé. Những sự thật này tưởng chừng như đơn giản nhưng sẽ khiến bạn phải bất ngờ đấy. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. 1. Rắn tai ba nội địa. Rắn tai ba nội địa còn có tên gọi khác là rắn dữ tợn và được mệnh danh là loài rắn cạn độc nhất thế giới. Một vết cắn của chúng có thể giết 100 người hay 250.000 con chuột. Theo nghiên cứu, một lượng rất nhỏ nọc độc của rắn dữ tợn độc gấp 10 lần vết cắn của rắn chuông và 50 lần so với rắn hổ mang. Một người trưởng thành sẽ thiệt mạng chỉ sau 45 phút kể từ khi bị cắn. 2. Rắn chuông. Rắn chuông là loài chỉ sống tại khu vực châu Mỹ. Chúng được mệnh danh là loài rắn độc nhất Hoa Kỳ và có thể dễ dàng nhận biết bởi tiếng rung đuôi đặc trưng rất giống với tiếng chuông. Điều đặc biệt mà ít ai biết tới là rắn đuôi chuông chưa trưởng thành sẽ nguy hiểm hơn những con đã trưởng thành rất nhiều do chúng không có khả năng kiểm soát lượng độc tiêm vào kẻ thù. Khi con người bị cắn bởi rắn chuông, chất độc từ răng nanh của chúng sẽ ngấm vào vết thương và máu, làm phá vỡ các tế bào thành mạch và gây ra hiện tượng chảy máu bên trong rất nguy hiểm. Trong một số trường hợp, vết cắn của loài rắn này có thể dẫn tới tử vong cho con người. 3. Rắn biển Belcher là loài rắn độc nhất từng được biết đến trên thế giới. Một vài miligam nọc độc có sức mạnh đủ để giết 1.000 người. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1/4 trong tổng số các vết cắn của chúng có nọc độc và chúng cũng khá hiền lành. Chúng sinh sống khắp các vùng biển Đông Nam Á và phía Bắc Australia. Thợ lặn và ngư dân thường là những nạn dân của loài rắn này khi họ kéo lưới từ dưới đại dương lên. 4. Rắn độc Úc. Trong tiếng Anh, rắn độc Úc có tên Dead Adder. Đây là loài dã man nhất trong các loài rắn, bởi chúng thường săn lùng và giết những con rắn khác, kể cả những loài có trong danh sách này. Chúng cũng là loài tấn công con mồi nhanh nhất thế giới. Một vết cắn của rắn độc Úc sẽ gây ra bại liệt và có thể tử vong trong vòng 6 giờ do suy hô hấp. Các triệu chứng thường đạt mức cao nhất trong vòng 24 đến 48 giờ. Tỷ lệ tử vong khi bị cắn là rất cao, tới 50%. 5. Rắn hổ nục. Rắn hổ nục có thể tìm thấy trên khắp thế giới. Tuy nhiên, hai loài độc nhất là rắn hổ lục hoa cân và rắn nục chuỗi, chủ yếu phân bố ở khu vực Trung Đông và Trung Á, đặc biệt là Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á. Rắn hổ lục thường khá nóng tính, thường hoạt động về đêm và sau những cơn mưa. Khi bị cắn, nọc độc sẽ gây ra những triệu chứng đau, sưng, giảm huyết áp, nhịp tim, hoại tử và có thể gây ra tử vong do nhiễm khuẩn huyết. 6. Hổ mang Philippines. Hầu hết các loài hổ mang sẽ không thể lọt vào danh sách này. Tuy nhiên, hổ mang Philippines là một ngoại lệ. Lọc của chúng độc nhất trong các loài rắn hổ mang và có thể bắn xa tới 3 mét. Đây là một chất độc tác động chủ yếu tới thần kinh, gián đoạn việc truyền tín hiệu và ảnh hưởng tới các cơ. 7. Rắn hổ có thể dễ dàng tìm thấy ở Úc. Khác với các loài rắn khác, rắn hổ khá nhút nhát và thường bỏ chạy khi đối mặt. Tuy nhiên, chúng sẽ đi lên nếu bị ruồn vào một góc. Một vết cắn của rắn hổ sẽ gây đau ở chân và cổ, đổ mồ hôi, khó thở, tê liệt, tỷ lệ tử vong khi bị cắn rất cao, tới 60-70%. 8. Rắn độc đen châu Phi. Cơ thể rắn độc đen có màu xám nâu, nhưng bên trong khoang miệng lại có màu đen. Loài rắn này xuất hiện ở nhiều nơi trên lục địa đen. Rắn độc đen rất hung dữ và có tốc độ cắn rất nhanh, có thể đạt đến 20 km/h. Chúng cũng có thể cắn liên tiếp 12 lần. Một vết cắn của rắn độc đen có thể giết chết 10-25 người lớn và thường tác động mạnh tới hệ thần kinh. Các triệu chứng khi bị cắn rất kinh khủng, ban đầu là ngứa ran trong miệng cùng tứ chi, sau đó là nún ấn, chảy nước bọt, co giật, hôn mê. Tỷ lệ tử vong khi bị cắn gần như chắc chắn. 9. Rắn tai ban. Thường được tìm thấy tại Úc, rắn tai ban có nọc rất độc, đủ sức để giết hơn 12.000 con lợn. Độc quả loài này ngăn chặn sự lưu thông máu ở động mạch và tĩnh mạch, đồng thời tác động tới hệ thần kinh. Khi con người bị cắn, cái chết thường đến chỉ sau vài giờ. Nếu rắn tai ban bị cắn bởi đồng loại, chúng cũng sẽ chết. 10. Rắn cọp nong xanh. Rắn cọp nong xanh có thể được tìm thấy tại khắp Đông Nam Á. Không chỉ đối với con mồi, chúng còn sẵn sàng cắn chết và làm thịt đồng loại. Rắn cọp nong xanh thường hoạt động về đêm. Nọc của chúng độc gấp 15 lần rắn hổ mang, gây tê liệt cơ bắp, hệ thần kinh. Rất may là loài này khá nhút nhát và có xu hướng lẩn trốn hơn là tấn công. Vì vậy, các trường hợp bị rắn cắn là khá ít. 11. Rắn Đông Âu. Đừng để vẻ bề ngoài vô hại của loài rắn Đông Âu đánh lừa. 1/500 gram nọc độc của chúng cũng có thể giết chết một người trưởng thành. Đây là loài rắn phổ biến ở Australia, xếp loại cực độc thứ hai trên thế giới. May mắn là chúng cũng khá nhút nhát và thường rút lui khi nhận thấy đang gặp nguy hiểm. Khi trưởng thành, loài rắn này khác nhau về màu sắc. Bên cạnh màu nâu bóng, loài rắn này cũng có các màu sắc khác như vàng, xám đen. Rắn Đông Âu ăn động vật có xương sống, chẳng hạn như ếch, thằn lằn, rắn, chim và các loài gặm nhấm. Điều bí ẩn vừa rồi cũng đã khép lại video ngày hôm nay.
Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Làm với các bạn mình và các bạn video sau.